Hoka sinh năm 1982, vốn là đứa trẻ khác thường theo lời người mẹ và là một học sinh tốt trong nhận xét của giáo viên. Từ nhỏ đến lớn, Hoka luôn là ngôi sao sáng trong trường phổ thông. Anh tốt nghiệp một trường trung học hàng đầu với điểm số xuất sắc. Ước mơ đầu tiên của Hoka là trở thành đạo diễn. Ở trường trung học, anh đã đọc tác phẩm Rừng Na Uy, suy ngẫm về cuộc sống cô đơn của Ozuza Tsujiro. Sinh năm 1903, mất năm 1963, đạo diễn và biên kịch của điện ảnh Nhật Bản, rất ngưỡng mộ Vương Gia Vệ, sinh năm 1958, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nghệ thuật Hồng Kông, và Ai Wai Sun Ji, sinh năm 1963, đạo diễn phim, nghệ sĩ video, nhà văn và nhà sản xuất phim tài liệu Nhật Bản. Được đào tạo và rèn luyện diễn xuất tại trường sân khấu nghệ thuật Tiểu Minh Tinh, năm 14 tuổi, Hoka làm MC cho chương trình Dương Quang Thiếu Niên trên đài truyền hình Thượng Hải. Năm 2001, Hoka cùng lúc đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh quyết định theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải vì chuyển sang đam mê diễn xuất. Chưa tốt nghiệp, Hoka đã được giao vai chính Lý Tiêu Giao trong phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp năm 2005. Chỉ một bước, Hoka đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng ở đại lục lúc đó, đoạt giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và diễn viên triển vọng tại Tinh Quang Đại Điển năm 2006. Sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hoka được phong tặng danh hiệu Hoàng tử Cổ Trang và đóng vai chính trong nhiều phim truyền hình thể loại kiếm hiệp như Thiên Ngoại Phi Tiên, Thiếu Niên Dương Gia Tướng. Nhưng khi đang trên đá phát triển thì năm 2006, Hoka gặp tai nạn giao thông khiến sự nghiệp bị gián đoạn, tưởng chừng phải giải nghệ. Năm 2008, anh trở lại màn ảnh với vai Quách Tĩnh trong phim Anh Hùng Xạ Điêu, rồi tiếp đó là ba vai diễn khác nhau trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Các bộ phim này đều đạt tỷ suất khán giả rất cao, giúp cho tên tuổi Hoka lại tỏa sáng. Đến năm 2010, Hoka nhận được danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Đỉnh với vai chính Dịch Tiểu Xuyên trong phim truyền hình Thần Thoại. Để tránh bị đóng khung, Hoka quay sang đóng khá nhiều phim truyền hình đề tài hiện đại. Một số diễn viên có thể thử đóng rất nhiều nhân vật khác nhau, sau đó tìm ra dạng nhân vật phù hợp nhất với họ. Tôi đã đóng một dạng vai chính diện trong phim cổ trang suốt nhiều năm, vì vậy luôn muốn chứng tỏ bản thân mình, anh nhớ lại. Nhưng năm 2012, Hoka lại trở về sở trường khi sản xuất và đóng vai chính Vũ Văn Thác, Kiến Si trong Hiên Viên Kiếm. Tiếp đó là phim Đại Mạc Giao, Kẻ Ngụy Trang và Lang Nha Bảng đã mang về cho anh giải Thị Đế, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Những bộ phim mà Hoka đóng, dù cổ trang hay hiện đại, đa phần đều có cái kết buồn. Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, bộ phim đã làm nên tên tuổi của Hoka. Nam diễn viên cũng từng khiến khán giả rơi không ít nước mắt vì câu chuyện tình buồn của hai nhân vật chính, Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi, do Lưu Diệc Phi đóng. Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi đến bên nhau, nhưng họ gặp phải không ít những gian nan thử thách. Cứ ngỡ mọi khó khăn đã qua thì có thể bên nhau, thì đến cuối cùng, Linh Nhi cũng lại ra đi. Người yêu, người thân và bạn bè đều lần lượt ra đi. Lý Tiêu Giao sống một mình và nuôi con gái của mình với Linh Nhi. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 vừa kết thúc chưa lâu, Hoka lại có thêm một câu chuyện tình buồn khác trong Liêu Trai, phần Nhiếp Tiểu Thiện. Câu chuyện tình giữa người và yêu vốn dĩ không có kết quả và đến cuối cùng, khán giả cũng chỉ có thể tiếc thương cho cặp đôi này. Mặc dù là hoàng tử cổ trang, song Hoka từng lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế thời trang Giorgio Armani, Ý và năm 2017, anh trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu xa xỉ này tại Trung Quốc và châu Á. Ở đời thường, Hoka là người đàn ông thành thị hiện đại, kết hợp với vẻ ngoài thanh lịch và năng động, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Tôi không muốn chỉ trở thành một ngôi sao, cách duy nhất các diễn viên có thể chứng minh bản thân là vai diễn và vai trò của mình trong hoạt động vì cộng đồng. Một người của công chúng có thể tạo ra sự ảnh hưởng nhiều hơn trong cộng đồng, anh chia sẻ. Không dừng lại ở đó, sau biến cố xảy ra năm 2006, Hoka đã có bước chuyển mình ngoạn mục với những khoản đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận. Mở nhà hàng với giá 5 triệu nhân dân tệ, đầu tư vào bất động sản, nhà ở tại Thượng Hải lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Và mới đây nhất, anh vinh dự được xếp vào vị trí cao trên bảng xếp hạng về giá trị thương mại, cũng như trở thành đại sứ thương hiệu cho du lịch của Thượng Hải. Tất cả những điều đó khiến anh trở thành người đàn ông được khao khát nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tình duyên chắc chở. Trong khi khá nhiều ngôi sao thường vướng vào tin tức tiêu cực, thì Hoka chỉ tập trung vào việc học và mài giũa kỹ năng diễn xuất. Còn nhớ vào năm 2006, Hoka sau những thành công trong sự nghiệp, cuối cùng cũng đã chịu hẹn hò với nữ diễn viên Tiết Giai Ngưng. Nhưng cũng trong năm 2006, Hoka đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì để chăm sóc cho bạn trai, Tiết Giai Ngưng đã tạm dừng sự nghiệp một năm để ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Những tưởng họ sẽ có một cái kết viên mãn, nào ngờ lại bất ngờ chia tay vào năm 2009. Và chính bản thân Hoka cũng từng chia sẻ, anh cũng đã rất tiếc nuối khi cả hai chia tay. Nhưng dù thế nào, bây giờ họ vẫn là bạn tốt của nhau. Sau khi chia tay với Tiết Giai Ngưng, Hoka đã hẹn hò với Dương Mịch sau khi hai người hợp tác chung bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Tuy không chính thức công khai chuyện hẹn hò, nhưng mọi người đều biết chắc Hoka và Dương Mịch đang qua lại với nhau. Không chỉ thân thiết trên phim trường, mà ngoài đời còn cùng nhau đi du lịch và chụp ảnh chung với nhau nữa. Nhưng sau 2 năm, cặp đôi bất ngờ chia tay. Theo nhiều nguồn tin cho biết, Dương Mịch đã chủ động chia tay với Hoka bởi cho rằng sự nghiệp của anh đang đi xuống, còn cô đang lên như diều gặp gió. Vào năm 2014, Hoka và nữ diễn viên trẻ Giang Sơ Ảnh chính thức hẹn hò với nhau. Thậm chí tài tử 34 tuổi khi ấy còn đăng một bài viết thổ lộ tình cảm của mình với Giang Sơ Ảnh trên Weibo nữa. Nhưng đến cuối năm 2014, fan hâm mộ hết sức bất ngờ khi Hoka đăng lên Weibo nói rằng anh đã cùng Giang Sơ Ảnh chia tay và hiện tại đang độc thân. Sau đó, Hoka đã xóa bài này đi và nói là anh viết nó trong tình trạng say.
Đến tháng 8 năm 2015, trong một buổi phỏng vấn, Giang Sư Ảnh bất ngờ tuyên bố cô và Hồ Ca đã chia tay từ 8 tháng trước đó. Vào năm 2017, các trang báo đều đồng loạt đưa tin việc Hồ Ca đang hẹn hò với một thiên kim tiểu thư tên là Lâm Hiểu. Sau đó, Hồ Ca lại viết mấy dòng khó hiểu lên Weibo, khiến không ít người tin rằng tài tử nổi tiếng đang hẹn hò. Nhưng chỉ sau đó một tháng, Hồ Ca lại bất ngờ tuyên bố anh độc thân và hiện không hẹn hò với ai cả. Ngoài Lâm Hiểu ra, Hồ Ca từng bị đồn hẹn hò với khá nhiều mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ là Lưu Dược Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lâm Mỹ Thần, Bạch Băng. Chuyện tình cảm của anh cũng khiến nhiều báo chí truyền thống tốn nhiều giấy mực vì những chuyện tình đi qua cuộc đời anh. Từ những tin đồn về phim giả tình thật đến các mối công khai trước khán giả, truyền thông, Hồ Ca luôn khiến fan hâm mộ nóng lòng tự hỏi, không biết khi nào chuyện tình cảm của anh sẽ có kết cục viên mãn như bao ngôi sao khác trong làng giải trí. Nhưng rốt cuộc, hiện nay anh vẫn còn độc thân trong khi những người tình tin đồn, nếu không kết hôn thì cũng hẹn hò gần hết rồi. Người hâm mộ thì luôn muốn được nhìn thấy anh kết hôn. Ở lễ trao giải thưởng ở Weibo, Hồ Ca từng nói rằng hôn nhân không thể lên kế hoạch mà hãy chờ định mệnh. Tháng 6 năm 2016, Hồ Ca làm phù rể trong lễ cưới của bạn thân là diễn viên Viên Hoàng. Như vậy, dàn diễn viên chính của Tân Kiếm Kỳ Hiệp đều đã kết hôn, chỉ còn Hồ Ca độc thân. Bó hoa cưới được Hồ Ca bắt trúng và người hâm mộ lại khấp khởi mong đợi. Là người đàn ông đẹp trai, giàu có và tài năng thuộc hàng nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ, Hồ Ca khiến nhiều người hâm mộ càng thêm yêu mến anh với những chuyện tình không có kết thúc vẹn tròn. Giữa muôn vàn cặp đôi trai tài gái sắc đã nên duyên trong giới showbiz, chúng ta không khỏi chạnh lòng trước một Hồ Ca luôn độc lai độc vãng, dù anh không thiếu bất cứ điều kiện gì thuộc về người đàn ông có sức hấp dẫn. Trong khi chờ đợi, hy vọng rằng Hồ Ca sẽ tiếp tục giới thiệu các bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi bật.